Mẹ Mẹ con luôn. Mẹ Chỉ như nó lát lát sao ra mẹ em là mẹ em. Nhìn nó về với bên phụt. Tốt tâm tâm bánh phụt. Tướng bình tư kiến phụt. Thôi giời. Mẹ nó bắt bóc xe lại rồi. Mà 8-7. Tốt đấy rồi, nó đẹp đẹp. Quả tốt. Loại 3-5. 3-5. Có vẻ như bốn. Hình như nó của anh là lực nói nó bị mất câu cuối. Mã đến ba. Ba sáu bảy năm. Hello. Sáu tám tám bốn. Sáu tám tám bốn đúng không? Mặc mà ăn. Chắc là do quen mình mà ta đã mình Bao ba ba một. Chơi gì vậy? Anh chơi kiểu đấy. Bớt tâm cả. Bốn cái tốt mặt mặt. Đất gì. Quá cục cặn để con lưng mà nó lo gì. Ơi phủi đi con. Con làm gì mà giờ chưa? Sáu ba bị bốn. Sáu ba bị bốn. Thank you.
chơi đi xíu rồi ba thấy ba không ba bao tay nha. Xe 3 bình 6. Ông cầu, ông cầu lên cái mã, ông cầu cái sĩ. Đi được rồi. Xe 6 bình 1. Anh Hòa ơi. Lỡ cầu rồi cầu luôn đi mã, cầu sĩ. Hả? Lên mã được xe là lên mã được con. Nó đeo nó lên thì tốt chứ không là chết luôn. Cặp tịnh rồi, pháo rồi, còn cặp mã, cặp sĩ, cặp xe mà không lên con nào thôi. Ó tẩy lên rồi. Ván trước là 2 pháo để ra, ván này ra 2C ra 2 pháo. Ván nào cấm 3 nắp và toàn mở đôi xe kia kìa. Xe người ta có nằm ở top bao nhiêu lông cắm. Thế khổ. Càng vậy. Xe 9 tấn 1. Xe 9 đôi xe nói chung là mất một cây rồi, mất một cây rồi. Khó nhỉ. Hai xe, hai sĩ, hai mã. Khổ. Tiến đâu rồi, đúng rồi, 8 thoái 1. Anh bây giờ kiếm được em. Đi đâu lâu thế. Lúc nó ra thì cổ đi mắt mẹ đó rồi. Xe 8 tiến 4. Xe 3 tiến 4. Làm gì đây anh? Chiếu
Thì em bảo anh làm gì thôi, anh làm gì kệ anh. Lát thương đi, cho nó từ từ nha. Cực khó nha, đánh cái này tất cả bùi. Pháo 4 bình 6 4 bình 6 xe 4 tiến 1 6 9 thoái 1 6 9 thoái 1 mới có thể ăn xe 4 bình 5 đẹp hơn anh ta. Đẹp hơn. Xe 4 bình 5 á? Ừ. Ừ, đúng rồi. Đẹp hơn. Sao xe 4 bình 5 được? Lúc con sĩ ở đấy là con pháo đấy. Con pháo em chạy thì anh rút ra rồi lại ăn tiếp. Cục luôn chứ rút pháo thì cục luôn. Phải sai xe rồi mà thế con pháo thì... Không, thì pháo chạy thì ăn ra tốt thì lừa lên một con tịch nữa lại phế tiếp đúng không? Chết. Không, xe 4 bình 5 được. Được chứ nào không được, anh đang cản cái con tịch nhé mà. Vừa rồi mà, xe ở đây là 4 năm được mà. Xe phong tượng anh lên chứ. Cột pháo đang nằm ở cái vị trí anh xe xuống đấy, lấy đâu mà tượng anh lên. À, mà quên pháo tấn lên bắt xe đây. Không được. Chứ, rút cục kia làm sao chứ, rồi. Chứ, rút ra mà không. Không bè. Rút là cục luôn. À. Phải có tin nhắn video hay nhắn cái bên này. Bên kia còn đôi sĩ so mã nữa. Anh gì rồi, anh biết anh biết anh cái gì rồi, cái đoàn thì chưa làm mới con nhìn hàng ăn gì thì là vừa đến bây giờ chưa lên con sĩ ngựa là mà vâng. Con xe của em nó đang nằm con xe một đấy kìa, xe giả, xe thật, xe giả. Ê, ta đi tới đen đi đúng không? Tên lực nha. Quân nó lừa anh tâm sự nó. Câu giờ đấy. Ui giời, anh cơ này mà đánh như cơ này 10 nước thì không đỡ nổi lấy dừng câu. 6, 5, 2, 2 à? 2 ghê 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 quá nhỉ. Sáu chín bình tám, sáu chín bình tám, tám bình ba, xe tám bình ba. Năm tấn bảy thôi xong. Ôi trời ơi, một nước cờ đi vào lòng đất. Chưa gì đã đòi xuống đánh cục. Đừng có vội. Kinh nghiệm đánh cờ chỉ khóa cây thôi. Bảo mày này thế này. Trời ơi. Tốt 5 tấn 1. Ôi cân bằng.
tốt 5 tướng 1. Tỉnh 7 tầng 5. Căng nhập. Mất pháo. Tôi đang bắt pháo kinh. Đi đâu anh? Pháo 2 đi 1. Mình 2 xe rồi, 2 xe sẽ hái. Cũng đất con nào hả? Xe này cấp quá. Mình qua đây, mình qua đây lên xỉ rất tướng nó đỡ kỹ gì rồi nó đâu có được đồng này không. Qua 5 năm 7. Mình đến kia sát cục nhanh hơn. Qua 5 năm 7. Anh thằng xuống kia tướng 5 tấn 1. Định đánh thẳng. Cơ ngửa thì anh thẳng xuống hết đỡ. Xe 8. Xe 8 tấn 4 tấn 3 chiếu tướng đếm sang tướng 5 tấn 1 tướng 5 tấn 1 thì xong rồi báo 8 báo 8 tấn 7 được quay em đấu luôn phải buộc về đấu chứ buộc về đấu em đấu xong em về em quay là em bắt con tốt đấy thì được thì em cờ em sẽ mở cây tiếp. Đánh như thế sao được anh chạy đâu? Cờ đấy thua chứ không chạy được, không bao giờ. Cờ đấy thì không cần đánh. Báo đấu đầu đóng chặt mình muốn tính đường sát nhanh chứ còn bên đây là muốn đi đi còn chết. Còn chạy mà. Anh em nói chuyện một xíu này để em chạy vô. Em thay cái ca đơn nhiều hơn hai bé. Tính chất lượng đấy. Anh Lực chạy đánh cờ ngựa. Không để ý vật tượng chứ sang đấy thì cũng hết được rồi. Nước thấy anh cởi, anh nằm cầm pháo, anh nằm còn 5 ở 5 thì anh mở hết cây lên em không làm gì. Không đi được cây nào. Thì anh muốn xem nhanh chứ còn lúc đấy thì bên đây không đi được cây nào đâu. Cờ đấy xe 1 của em không đi được, nói xe 1 cho biết ngũ quẩy kéo xe 1 không đi được. Anh quay con xe về anh bên tay trái này. Bây giờ xe